Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Máy May Anh Vũ TV. Hôm nay thì công ty mình đang chạy cái máy dàn chun và chạy bằng chỉ chun để cho nó có độ đàn hồi và độ co giãn. May cái tay áo của nữ thì cái này nó co giãn rất là nhiều. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh máy làm sao để có thể may được cái chỉ chun này một cách tốt nhất. Cái chỉ chun này sẽ nằm ở dưới và nó có độ đàn hồi rất là nhiều. Độ đàn hồi rất là nhiều luôn. Nên là khi chỉnh nó máy nó rất dễ bỏ mũi. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh làm sao cho vừa nhanh vừa hiệu quả này hết bỏ mũi. Đây mình chạy một lúc là 6 cái chỉ chun, 6 chỉ trên và 6 chỉ dưới. Sau đây mình xin nói những cái lưu ý để các bạn chỉnh máy được tốt và được hiệu quả nhé. Cái thứ nhất là các bạn có thể làm một cái dàn đỡ cho chun nhé, để khi chúng ta gỡ chun ra là dễ. Và cái thứ hai là khi mà sửa máy cái chỉ dưới, các bạn hết sức lưu ý là chúng ta đầu tiên chúng ta phải gỡ chun ra, không được để chun mắc vào ống chỉ thì máy nó không bị bỏ mũi. Và cái chỉ dưới thì các bạn đầu tiên các bạn cứ để nó lỏng lỏng thôi. Cái lưu ý số 3 là cái phần chỉ trên ấy, đây chính là ống chỉ của nó. Cái chỉ trên ấy, thì chúng ta không được vặn nó chặt quá, các bạn để nó độ lỏng vừa phải thôi. Nếu mà các bạn làm chặt quá thì nó cũng dễ bị bỏ mũi bởi vì nó không có độ phùng chỉ. Còn để tăng cái độ nhăn của hàng khi mà chúng ta may ấy, thì các bạn chúng ta sẽ vặn chỉ dưới, chỉ chun. Các bạn vặn chỉ chun mà càng chặt thì độ nhăn của nó sẽ lớn hơn. Nhưng cái chúng ta kết hợp với việc nhả lỏng chỉ dưới thì sẽ tăng độ nhăn của nó. Còn các bạn muốn bớt nhăn thì chúng ta sẽ nhả lỏng chỉ dưới thôi. Mới lại muốn các bạn muốn nhăn nhiều ấy, thì chúng ta sẽ vặn đè quả lô nặng hơn, sẽ nhăn nhiều hơn. Và ngược lại, các bạn muốn nhăn ít thì chúng ta đè cái quả lô nhẹ hơn. Đây, các bạn có thể làm một cái dàn đơn giản để cho các ống chỉ này nó không bị mắc vào cái ống chỉ. Bởi vì chun nó làm rất là khó gỡ. Đây là các ống chỉ của nó. Khi mà các bạn mới chỉnh mà các bạn chưa quen ấy, thì các bạn nhớ gỡ chỉ ra. Còn chỗ mình chỉnh quen rồi thì mình để vậy công nhân cũng có thể may được. Nhưng mà các bạn lưu ý khi may để như vậy mà ống chỉ như vậy mà may thì máy nó cũng rất dễ bỏ mũi. Nên các bạn chịu khó gỡ chỉ ra là tốt nhất. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại ở phần bình luận. Khi mình có thời gian rảnh mình sẽ trả lời tất cả các bình luận của các bạn. Và nếu thấy video này hay và bổ ích thì các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mình sản xuất thêm các video khác. Hy vọng rằng video đã góp phần giúp ích cho tất cả các anh chị em đang làm nghề may cũng như thợ sửa máy nhé. Giúp đỡ các bạn hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.